tương truyền khi một sinh mệnh đi vào điểm cuối linh hồn cao thượng của nó sẽ hóa thành một ngôi sao lấp lánh trong bầu trời đêm bảo vệ con cháu thiên thu vạn đại mà tài phú quý báu mà cả đời cùng cực lưu lại cũng đem chăng đời đời truyền thừa đây là một câu chuyện tràn ngập hy vọng và kỳ tích một đoạn bi tráng anh hùng truyền thuyết chương một không biết hắc ám bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét chương không hai hàng thứ ba tin bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test chương không ba tin thử sáng sớm bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test chương không bốn gặp nạn du thuyền bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test chương không năm Di sản Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 06 Hộ hoa sứ giả Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 7 Chờ xuất phát Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 08 Sơ lộ phong mang bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 09 Không biết gì biến, một Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 10 Khổ chiến Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test.